Kim Chi ơi, có điện thoại. Tôi ra liền. Alo, anh Khanh hả? Có chuyện gì vậy? Anh đang đứng dưới sân nè. Em xuống liền đi. Trời ơi, anh tới chi vậy? Không có chịu gặp ở chỗ làm được rồi. Thì anh tới đưa em đi làm. Anh nghe nói á, em nghèo đến nỗi là hết tiền đi xe ôm luôn rồi. Đúng gì? Không? Ai nói với anh vậy? Ừ, tôi biết rồi. Đứng yên cái con nai vàng ngơ ngác kia. Bà nói đi. Tự nhiên bà đi nói chuyện riêng tư của tôi cho người khác nghe vậy hả? Hả? Bà nói gì? Bà còn làm bộ ngơ ngác nữa hả? Bà đi nói với ông Khanh cái chuyện tôi hết tiền, nghèo rớt mồng tơi, nghèo kiết xác cho ông nghe còn gì nữa. Không phải tôi cố ý đâu. Tại tôi thấy anh Khanh với bà quen nhau, tôi nghĩ là anh thân thiết với bà cho nên tôi mới tâm sự cho anh nghe thôi. Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý. Xin lỗi là xong hả? Bà hay quá ha. Nếu mà cái tôi mang cái chuyện riêng tư của bà tôi kể cho anh Phúc nghe thì bà có vừa lòng không? Ê, bà bị khùng hả? Bà kể chi hả? Vậy mà bà còn đi nói nữa. Thiệt hết chịu nổi bà. Nè. Hả? Đừng có nói với tôi là bà cũng kể cho anh Phúc nghe cái chuyện tôi hết tiền nha. Không, không có. Bà đừng có nghĩ tôi vậy. Cái chuyện này là tôi bị oan á. Thật ra là do anh Phúc hỏi tôi mới nói thôi. Chứ tôi không có tự động tôi kể cho anh Phúc nghe đâu. Bà nói với anh Phúc rồi hả? Tại tôi thấy anh Phúc quan tâm bà cho nên tôi mới tâm sự. Tôi có sao tôi nói vậy. Tôi không có nói thêm cái gì hết á. Mà chẳng phải bà đang kẹt tiền thiệt hả? Trời đất ơi. Cái chuyện tôi kẹt tiền có liên quan gì tới mấy người hả? Tình á, tôi không thể nào chịu nổi ở chung với một người như bà vậy đó. Nè, mai mốt có chuyện riêng tư của bà tôi đem ra ngoài đường tôi nói á thì bà thích lắm hả? Từ nay những chuyện riêng của tôi á, làm ơn mà đừng có xí vô. Và chuyện của bà tôi cũng không bao giờ xí vô nữa. Chấm hết từ đây. Kim. Ừ, thì chấm hết thì bà muốn sao? Tùy bà đi. Ai vậy? Đợi xíu. Ai đó? Ủa chị Trang. Chị tôi là Thảo, bạn của Trang, mà là chủ nợ của cô đây. Tôi quá bực mình hôm nay tôi đến đây. Cô làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Dạ em biết rồi, em xin lỗi hai chị. Em biết đó là em hứa là em chuyển tiền cho hai chị nhưng mà em chưa chuyển. Tại vì tuần rồi em xui lắm, chưa em bị đụng xe á. Thôi dẹp đi, đó là cái chuyện riêng của cô, tôi không có quan tâm. Bây giờ thiếu nợ đến kỳ là phải trả. Bây giờ cô trả đi, tôi không có dài dòng với cô nữa. Dạ em biết rồi. Bây giờ em có chuyện gấp, em phải đi ra ngoài liền. Hay là hai chị đi về trước đi, rồi em chuyển khoản cho hai chị liền nha. Không, chúng tôi sẽ không về nếu như cô không trả đủ số tiền đó. Trời, em xin hai chị mà. Hay là bây giờ như vậy đi, em viết giấy hẹn cho hai chị nha. Xong rồi cái đợi qua tuần sau em lãnh lương rồi em trả cho hai chị liền. Chứ hai chị biết nhà của em mà, có mấy triệu mà, không lẽ là em trốn hai chị? Thôi dẹp đi, tôi không có cần cái giấy hẹn của cô. Cô ở trong một cái nhà sang trọng như vậy mà không lẽ cô không có tiền? Nói vậy ai tin? Bây giờ cô trả đi. Nhưng mà cái này không phải là nhà của em. Hả? Vậy là nhà của cô này hả? Thì bây giờ cô mượn của ta trả tiền cho tôi đi, vậy là xong thôi. Tụi em nghèo lắm chị ơi. Nhưng mà nếu mà tụi em không có nghèo thì tụi em cũng không có tiền mua bảo hiểm đâu. Bán bảo hiểm. Dạ trời, chị biết sao không? Bây giờ là lãi suất ngân hàng tới 10% lận, đâu có tiền đâu mà tụi em trả. Ủa, cô nói nhảm gì vậy? Nói chung là em không có bảo hiểm đó chị ơi. Cô dẹp đi, cô đừng nóng kịch nữa. Dạ, em nói là em xin lỗi hai chị. Em thiệt lòng xin lỗi hai chị. Bây giờ hai chị cho em qua tuần sau đi. Em lãnh lương một cái là em trả cho hai chị liền nghe chị. Cô lại hẹn nữa rồi hả? Xe không chị? Không đi anh ơi. Thank you.
Về về rồi hả? Ủa sao khóc vậy? Không có gì á. Không có gì sao khóc? Tôi đã nói là không có gì hết trơn mà. Bà có sao không vậy? Tôi không có sao hết. Để tôi đi, đừng quan tâm tới tôi. Ai thèm quan tâm? Tôi nói là có sao hết mà. Đừng quan tâm tới tôi. Tâm thì thôi. Thôi thì thôi.